Xin chào các bạn. Thống đốc vùng Bengros, ông Vyacheslav Galakov cho biết 4 người đã thiệt mạng và 24 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Bengros của Nga. Theo thống đốc, quân đội kép đã nhắm mục tiêu vào khoảng một chục khu định cư bằng pháo binh và máy bay không người lái. Hôm qua là một ngày khủng khiếp đối với toàn bộ vùng Bengros, ông Galakov viết trong bài đăng trên Telegram vào sáng ngày 3 tháng 10. Trong suốt ngày 2 tháng 10, thống đốc đã báo cáo các cuộc không kích vào Ukraine trên khắp khu vực thông qua kênh của mình. Vào buổi chiều, một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương, bao gồm một thiếu niên và một đứa trẻ 3 tuổi trong một cuộc tấn công vào làng Krabinoye. Vài giờ sau, lực lượng kép đã pháo kích vào một trang trại ở làng Yasnyayori, khiến cho một người thiệt mạng và 13 người bị thương. Tổng thống Zelensky nói lý do Ukraine rút quân khỏi Donbass. Nếu không có vũ khí thích hợp, chúng tôi không thể ngăn chặn Nga khi đối phương phá hủy các vị trí của binh lính chúng tôi. Chúng tôi phải bảo toàn mạng sống của họ. Điều này còn đáng giá hơn bất kỳ tòa nhà nào đây là người dân của chúng tôi và họ là công dân Ukraine. Do đó họ hoàn toàn đúng khi rút lui và cố gắng tự cứu mình. Vì lợi ích của đất nước và sự cống hiến dũng cảm của họ, đây chắc chắn là những bước đi đúng đắn. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev hôm ngày 3 tháng 10. Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế trao cho Ukraine cơ hội ngăn chặn Nga bằng một hoặc là nhiều loại vũ khí, đồng thời cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga và cung cấp thiết bị cần thiết. Ông cũng lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang bị trì hoãn. Ukraine phải củng cố các vị trí tiền tuyến của mình để gây áp lực lên Nga. Do đó chúng tôi cần khối lượng và chất lượng vũ khí phù hợp, đặc biệt là vũ khí tầm xa. Và theo tôi, các đối tác đã trì hoãn việc đó, Tổng thống Zelensky cho biết. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi quân đội Nga hôm ngày 2 tháng 10 đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược vureda Oleda ở Donetsk sau 2 năm giao tranh. Vureda nằm cách thành phố Donetsk khoảng 60 đến 70 km về phía tây nam, được coi là thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở Donetsk. Lực lượng Nga đã bao vây binh lính đối phương trong thị trấn Voleda, dần dần khép vòng vây từ mọi phía và khiến cho lực lượng kép ngày càng khó tiếp tế hoặc luân chuyển vào thị trấn. Vòng vây ngày càng siết chặt cho đến khi lực lượng Nga tiến vào trung tâm Voleda và Ukraine buộc phải rút quân. Bộ tư lệnh đã cho phép rút các đơn vị khỏi Voleda để bảo toàn binh lực và thiết bị quân sự, đảm bảo cho những hoạt động tiếp theo. Nhóm tác chiến chiến lược Kostisia của Ukraine thông báo. Bước tiến này tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Viktor Nevaiko, một quân nhân của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58, nói với hãng tin TASS của Nga rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 200 binh sĩ gần Voreda trong hai tuần giao tranh. Việc kiểm soát thị trấn Voreda, nơi Nga từ lâu đã coi là một trong những vị trí kiên cố khó đánh sập nhất của Ukraine, được cả hai bên đánh giá là khu vực quan trọng vì vị trí trên vùng đất cao nằm ở giao lộ của mặt trận phía đông và phía nam. Khu vực này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tiếp viện hậu cần cho cả lực lượng Nga và Ukraine. Nga tuyên bố Donetsk là một trong bốn khu vực ở Ukraine mà Moscow đã sắp nhập kể từ năm 2022. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ điều này. Moscow coi việc kiểm soát Vureda là một bước đệm quan trọng để sắp nhập toàn bộ khu vực Donetsk vào Nga. Việc kiểm soát Vureda, nơi Nga coi là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở phía nam Donetsk, sẽ mở đường cho lực lượng Nga tiến vào những nơi khác. Sĩ quân Mỹ báo tin xấu cho Ukraine Thiếu tướng quân đội Mỹ Gordon Davis cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider rằng máy bay F-16 được chuyển đến Ukraine kém hơn so với máy bay chiến đấu của Nga. Ông Gordon Davis nói, ngay cả khi chúng tôi lắp đặt những hệ thống hiện đại nhất trên những chiếc máy bay này, chúng vẫn không thể vượt qua những máy bay tốt nhất của Nga về hiệu suất. Theo ông, các đơn vị được giao cho một số vấn đề nhất định về phạm vi hoạt động và an ninh. Kết luận là thế này, bạn có thể trang bị cho F-16 tối đa về đạn dược và tác chiến điện tử, nhưng chúng vẫn sẽ dễ bị tổn thương ở mức độ nhất định trước lực lượng phòng không trên mặt đất cũng như là các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga, David kết luận. Vào cuối tháng 9, Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando gọi việc phía Ukraine phụ thuộc vào các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ cung cấp là một vũ khí thần kỳ là vô nghĩa. Tổng thống Zelensky tuyên bố đưa máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine vào ngày 4 tháng 8. Vào cuối tháng 9, Mỹ công bố hai gói hàng mới dành cho Ukraine. Khoản đầu tiên trị giá 75 triệu đô la sẽ được chuyển giao như một phần của chương trình Presidential Drydown Austerity Assistance PDA, hỗ trợ an ninh từ Tổng thống, cung cấp dịch vụ vận chuyển thiết bị và tài sản quân sự trực tiếp từ các nhà kho và căn cứ lưu trữ của đội Mỹ. Đây là gói PDA thứ 66 kể từ năm 2021 và là gói thứ 12 trong năm nay. Trong số các sản phẩm mới có bom lượn dẫn đường AGM-154A Trishow mà Ukraine sẽ nhận được ở dạng cả cụm, Dự kiến nó sẽ trở thành loại vũ khí chính của máy bay chiến đấu F-16 để tấn công các mục tiêu mặt đất. Tầm bay khi rơi từ trên cao lên tới 130 km. Bom được chế tạo theo công nghệ giảm tín hiệu radar và mang theo một băng với 145 quả BLU 97B Cabinet Effect Bomb, quả bom phân mảnh, tích lũy hiệu ứng kết hợp, nặng 1,54 kg mỗi quả. Chuyên được thiết kế chủ yếu để tiêu diệt các vị trí phòng không và các mục tiêu khu vực quan trọng khác. Ukraine phá hủy vũ khí hàng hiếm. Quân đội Ukraine hôm ngày 3 tháng 10 cho biết họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo atlas MS để tấn công một trạm radar của Nga nhằm giảm khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo của Moscow. Ukraine không cung cấp thời điểm và vị trí xảy ra vụ tấn công mà họ tuyên bố phá hủy hệ thống Neboem của Moscow. Việc Ukraine phá hủy radar Neboem sẽ tạo ra một hành lang trên không, thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả các tên lửa hành trình Storm Shadow và Scout Eagle, thông báo viết. Các quan chức quân sự nhấn mạnh rằng Neboem là mục tiêu khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình, quét đường chân trời để tìm mục tiêu trên không. Quân đội Ukraine cho biết họ tin rằng Nga chỉ còn lại 10 hệ thống Neboem mỗi hệ thống ước tính có giá trị hơn 100 triệu đô la. Mỹ đã gửi tên lửa Atlas MS tầm xa tới Ukraine vào mùa xuân năm nay và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho Sullivan cho biết Ukraine đã cam kết vào thời điểm đó chỉ sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ của mình. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh trong nhiều tháng để Ukraine bắn tên lửa phương Tây, bao gồm Atlas MS tầm xa của Mỹ và Storm Shadow của Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tới nay, Mỹ và các đồng minh vẫn chưa đồng ý với đề xuất này vì lo ngại nó sẽ khiến cho căng thẳng leo thang. nebu của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar Nebo từ thời Liên Xô, được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Trạm radar này có khả năng theo dõi không phận sâu 700 km vào lãnh thổ Ukraine. Nó đóng vai trò như mắt thần giúp quân đội Nga phát hiện vũ khí của Ukraine từ xa và hỗ trợ máy bay ném bom Moscow tấn công các mục tiêu ở biên giới hai nước bằng bom dẫn đường trên không. Các kỹ sư Nga đã thiết kế radar Nebo-M để có thể tích hợp và dẫn bắn cho các hệ thống phòng không Bashus S-300 và S-400 của quân đội Nga. Với khả năng tác chiến và cơ động vượt trội, các radar này đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không ở bán đảo Crimea từ năm 2018. Cải tổ cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành các sắc lệnh liên quan đến một số thay đổi về nhân sự ở cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine FIS. Theo các sắc lệnh, ông Oles Sihorsky, phó giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại được bổ nhiệm làm phó giám đốc thứ nhất. Ông Oles Sinako bị miễn nhiệm phó giám đốc FIS và ông Hennady Bohas đã được bổ nhiệm để thay thế. Lý do cho việc cải tổ không được đề cập trong các sắc lệnh của Tổng thống Trước đó ngày 26 tháng 3, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Oles Ivanchenko làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Các sắc lệnh được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Omerov bất ngờ tuyên bố bái nhiệm 4 trong số 8 pháo tướng của mình trong cuộc cải tổ quy mô lớn. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng văn phòng tổng thống có thể sẽ cách chức người đứng đầu tổng cục tình báo Ukraine GUR Kirillov Budanov. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên like và đăng ký để ủng hộ đường ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.